Hello anh em nhé, lại là tôi DAV đây. Và chào mừng mọi người tiếp tục tới với tựa game Assassin, nơi mà tôi sẽ trở thành một sát thủ, một tên sát nhân nổi tiếng ở đất nước Pháp. Thì thật ra là cũng không biết nó có nổi thật hay không, nhưng mà thôi kệ, cứ cho là vậy đi. Nói chung là thời tiết hôm nay có vẻ như là nó hơi nắng nóng, nó hơi oi bức một tí nên là anh em thông cảm nha. Tôi phải ăn mặc mát mẻ hở hang thế này thì tôi mới di chuyển ngoài đường được. Chứ nếu mà cứ chùm kín mít như mấy tập trước thì chắc là có ngày tôi bị hôi nách đấy, chứ không đùa đâu. Với cả vừa vào thì các bạn có thấy cái gì mới nữa không nhỉ? Có cái gì mới mà sao không thấy ta? Đấy, cái chùy gai này chứ còn gì nữa. Trời ơi, quả vũ khí mới của tôi nhìn trông nó chất chơi người rơi như thế này mà anh em nào bảo không thấy thì đúng là dở. Tôi thề với mọi người, cái quả chùy này mà chạm vào mông thằng nào ngoài đường một phát thôi ý, là nó thốn tới tặng rốn luôn, nó thốn trên trời dưới biển luôn chứ không đùa đâu. Thôi, chắc là linh tinh luyên thuyên thế cũng đủ rồi. Không nhiều bạn lại bảo tôi là thằng này làm video cái gì suốt ngày khoe khoang thì khổ tôi lắm. Thế nên là bây giờ chúng ta sẽ vào chủ đề chính nha. Nói chung là nếu ai mà đã xem cái tập trước thì chắc hẳn mọi người cũng đều biết là tôi đã tiêu diệt một cái thằng mà đã đưa tôi vào tù ở trong cái nhà thờ Đức Bà này. Nhưng mà sau khi báo thù được cái thằng đấy xong thì tôi nghe được một thông tin rất là bí ẩn các bạn ạ. Đó chính là những người dân xung quanh họ bảo là có một thằng assassin nào đấy, kiểu tóc dài xong rồi để râu xong mặc quả áo màu xanh xanh, nó hay đi chém giết người vô tội. Sau khi nghe thông tin đấy xong thì các bạn biết tôi liên tưởng tới ai rồi đấy. Nó khá là giống với người thầy mà đã đưa tôi vào hội assassin. Nhưng mà sao lại thấy được nhỉ? Có thể bạn nào mà chưa biết ý, thì luật của những sát thủ, luật của các assassin là không được phép giết người vô tội, chỉ được tiêu diệt những kẻ xấu mà gây mất trật tự cho đất nước thôi. Nếu mà vi phạm một trong những quy tắc đó thì sẽ bị đuổi ra khỏi bang hội và sẽ không được phép trở thành một sát thủ trong thành phố này nữa. Tôi chỉ mong những người dân xung quanh họ nhìn nhầm hình dạng của kẻ xấu đó thành thầy của tôi thôi. Nhưng mà nếu đúng như họ kể thì chắc chắn thầy của tôi là người làm việc cho bọn chính quyền độc ác và luôn luôn sát hại những người dân. Và có thể là tôi còn bị lợi dụng nữa cơ. Dù sao thì tối nay tôi cũng có lịch hẹn gặp ông ta để đi luyện tập. Chắc là tôi sẽ phải làm rõ về vụ việc này mới được. Ok, trời tối rồi các bạn ơi. Đây là lúc mà tôi sẽ phải gặp ông ta để hỏi xem là ông ta có phải người đã giết hại người dân vô tội không. Nếu mà đúng như vậy thì chắc là tôi sẽ phải ngăn cản ông ta, hoặc là tôi sẽ quay về tổ chức và báo cáo đuổi ông ta ra khỏi hội assassin. Hiện tại thì bọn tôi hẹn nhau ở một tòa nhà khá là xa. Bây giờ tôi sẽ phải xuống thôi các bạn ơi, chả hiểu đứng đây làm cái gì. Đêm nay sẽ là một đêm rất căng thẳng đây. Nếu thực sự coi nhau là thầy trò thì chắc chắn ông ấy sẽ không lừa dối tôi. Và hy vọng là ông ấy sẽ không phải người phản bội tổ chức assassin. Úi giời ơi, ngoài đường đông thế nhỉ. Tôi phải chạy nhanh thôi các bạn ơi. Các bạn đừng hỏi tại sao mà bạn gái tôi là ở đây nhé. Chuyện dài lắm. Chả hiểu kiểu gì đang đi có công chuyện thì tự nhiên gặp ngoài đường các bạn ạ. Thế là nó đòi theo tôi luôn. Trời đất ơi, đúng phụ nữ là những niềm đau mà. À không không, anh làm gì có lẩm bẩm cái gì đâu. Anh đang mò đường ấy mà. Thôi chúng ta tiếp tục nào. Nhớ là đi cùng phải ngoan nghe chưa, chứ không lắng nhắng vớ vẩn là cho về đấy. Bao việc, khổ lắm các bạn ạ. Chuyện nó đang căng thẳng tự nhiên phải vác theo cái của nợ này. Biết thế từ ngày xưa tôi không tán gái cho rồi. À đây, chúng ta đã tới nơi. Bây giờ em đứng đợi anh ở dưới này nhá. Nhớ là phải đứng dưới đấy, để anh trèo lên kia có việc tí. Thì đúng rồi, anh là sát thủ thì anh phải treo tường chứ, chả nhẽ đi thang bộ lên à. Đứng đây ngoan, không rơi đâu mà lo. Thoát rồi các bạn ơi. Giờ thì vào việc nào. Cái gì? Không được dùng chùy này lên á. Thế sát thủ không có vũ khí thì sát thủ kiểu gì? À cái chùy đấy nguy hiểm, anh biết mà. Thế thì anh dùng kiếm để tự vệ nha. Thôi đi đây. Mệt thật sự, không hiểu chùy với kiếm nó khác nhau chỗ nào ạ. Đấy thấy chưa, mấy cái này anh trèo suốt ngày mà, không phải lo đâu. Quá là an toàn luôn. Thoát rồi các bạn ơi. Cuối cùng thì tôi cũng có thể một mình để đi thực hiện cái kế hoạch của mình. Ông ta kia rồi. Có vẻ như ông ta đang đợi tôi. Phải hỏi cho ra lẽ mới được. Thầy có phải là người đã giết hại những người dân vô tội không? Em nghe nhiều người xung quanh bàn như vậy. Là ta đấy. Thì sao chứ? Vậy là thầy đã vi phạm luật lệ của assassin sao? Đúng vậy. Ta muốn thế giới này chỉ có assassin thôi. Tất cả những đứa nghèo khổ dưới kia nên chết đi thì tốt hơn. Và chỉ để lại quý tộc cho thành phố này. Chắc chắn là ông già này chơi đồ rồi. Đúng vậy. Ta còn đập đá nữa cơ.
Ở cái gì đây? Ông ta tấn công tôi này các bạn ơi. Vậy là ông muốn đánh nhau sao? Được. Ây da. Lại đấy. Tưởng thế nào có thế thôi à? Từ bỏ ý định đấy đi thầy ơi. Ấy ra. Vẫn cố gượng lại được à? Chạy thì gượng. Không ổn rồi các bạn ơi. Vậy ông thầy này có định giết tôi hay sao ấy? Những vết chém của ông ta thật không bình thường. Nhưng mà không thể nào tôi làm trái với lời của những assassin được. Không thể để một kẻ phản bội như thế này lộng hành trong thành phố. Không tất cả sẽ bị gặp nguy hiểm. Ấy ra. Ta vẫn rất trâu mọi người ạ. Trời đất ơi, tất nhiên cô bạn gái tôi lại bắt tôi dùng kiếm chứ. Nếu mà có cái chùy gai như vừa nãy là ông già này xong rồi đấy. Khổ thế. Cày gì? Đau chưa? Đây là đâu thế này? Ui giời ơi. Về đi, trời đất. Đang đánh nhau sao lại ra đây lúc này? Mà ông già kia đâu? Tôi chết rồi. Ông ta biến mất rồi các bạn ơi. Lại thêm cô bạn gái tôi còn đứng ngoài nữa. Sao hôm nay ngày gì đen thế nhỉ? Ấy da. Trò này xưa rồi Diễm ơi. Úi giời ơi. Sao còn chơi cái súng là như thế nào? Assassin kiểu gì đây? Nào 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 nào, đừng có làm bậy làm bạ nhá. Chúng ta đã từng là thầy trò mà. Thằng này đánh không lại chơi súng là như nào đây? Này thì súng. Gãy tay chưa con? Ông ta bắt đầu sử dụng mấy trò bẩn bựa để đấu với tôi rồi các bạn ơi. Không còn coi tôi ra gì nữa rồi. Đó các bạn thấy chưa? Solo kiểu gì chơi bông khói thế này? Ở trên. Đúng rồi. Chạy đi đâu được. Thích chơi kiểu bẩn bựa đúng không? Đẩy cho phát. Lại biến mất rồi. Đã thế thì tôi không còn khách sáo nữa các bạn ơi. Tôi chắc là phải sử dụng 100% công lực thôi. Đó. Này thì già rồi còn thích solo à? Làm sao? Tôi phải xử ông ta thôi. Không thể để một kẻ assassin xấu xa thế này sinh tồn được. Không thể tin nổi là có một ngày tôi lại xử chính người thầy của mình. Tôi phải đi về chỗ khu của assassin để báo cáo là ông ấy đã chết và ông ấy là kẻ phản bội. Hy vọng là tổ chức sẽ tuyên dương tôi và phát cho tôi một cái bộ đồ hay là một vũ khí gì đấy. Nhưng mà không biết nếu assassin giết một assassin thì có bị trừng phạt gì không nhỉ? Tôi chưa từng gặp trường hợp đó bao giờ và tôi cũng chưa nghe. Họ kia rồi. Có vẻ như họ đang tụ tập rất đông để bàn luận về một thứ gì đó. Ơ kìa. Cái gì đây? Tôi bị đuổi khỏi assassin rồi các bạn ơi. Là lý do tôi giết người trong assassin. Trời đất ơi. Vậy là cuộc sống này bế tắc thật rồi. Tôi không còn bộ đồ để có thể trà trộn và đột nhập và trả thù cho cha mình nữa. Và cái đất nước Pháp này nếu không có một assassin như tôi thì sẽ bị bọn chính quyền điều khiển mà thôi. Không thể như vậy được. Chắc là tôi sẽ không bao giờ từ bỏ đâu. Bởi vì tôi vẫn còn thanh kiếm mà cha tôi để lại mà. Cái kiếm này đã theo tôi từ lâu rồi. Tôi sẽ không cần kiếm của assassin đâu. Cũng may là vừa nãy tình cờ tôi đã giấu được một con dao nhỏ ở trên tay. Thế nên tôi vẫn có thể ám sát được như bình thường. Trước hết thì tôi sẽ đột nhập vào cái lâu đài mà trước đây cha tôi đã từng bỏ mạng lại đó. Tôi sẽ báo thù ở đó trước. Với sự hận thù hiện tại thì tôi chắc chắn, và tôi xin hứa với mọi người là tôi sẽ xử lý hết thôi. Và ngay sau khi xử lý xong hết ở cái cung điện đó thì tôi sẽ tìm ra nguồn gốc của cái bọn đã đứng sau chuyện này, và tôi sẽ triệt tận gốc luôn. Tới nơi rồi. Hy vọng bọn chúng đang ở trong.
Thế là xong, tôi đã giải quyết được mối hận thù của mình từ trước tới giờ. Nhưng mà mục đích tiếp theo của tôi là phải điều tra ra những tên đứng đằng sau chuyện này. Bởi vì tôi vừa ép một thằng lính khai ra được là bọn chúng còn có cả một tên phù thủy đứng đằng sau. Không chỉ vậy mà còn có cả một tên trùm assassin sở hữu những cái vũ khí rất là lợi hại. Tất cả bọn chúng đều là một âm mưu với nhau hết. Và nếu các bạn muốn có tập tiếp theo thì hãy để lại 10.000 like cho video này. Hẹn gặp lại mọi người.